tưởng tượng bạn đang buồn chán và bị cách ly. Thế là bạn mở một kênh nấu ăn trên YouTube với bố mẹ. Chỉ 12 tháng sau, kênh có hẳn 400.000 người đăng ký. Và bạn thu về 50.000 đô doanh thu mỗi tháng. Công việc kinh doanh gia đình quá ổn. Cùng gặp gỡ Randy, nhà sáng tạo của kênh nấu ăn Made with Love. Bếp trưởng của kênh này là bố của Randy, người có 50 năm nấu ăn trong các nhà hàng Hoa. Randy, cảm ơn anh đã góp mặt. Câu hỏi đầu tiên quan trọng lắm đây. Anh thấy thế nào khi có một kênh YouTube cùng bố mẹ? Rất thú vị. Vì hồi mới lớn tôi lúc nào cũng cố gắng sống tự lập. Giờ lớn hơn rồi thì tôi lại thấy quý những lúc được gần bố mẹ. Nên chuyện này đến 99% là chuyện vui với tôi. Tôi nghĩ việc được ở gần bố mẹ và gắn kết với họ thông qua trải nghiệm này, quả thật là khoảng thời gian rất đặc biệt với chúng tôi. Bố mẹ tôi làm việc chăm chỉ cả đời rồi. Nên đây là cơ hội tôn vinh họ và những giá trị họ truyền lại. Tôi chỉ mong mọi người được biết đến sự tuyệt vời của họ. Rất trân trọng điều đó. Một lượng người kỷ lục đã mở kênh trong giai đoạn cách ly. Tôi có xem số liệu phân tích kênh của anh. Và thấy sự đều đặn đáng kinh ngạc khi tuần nào anh cũng tải video lên. Từ lúc mở kênh vào đúng ngày 1 tháng 9 năm 2020, tôi cảm thấy anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Anh kể cho chúng tôi được không? Thực ra tôi có ý tưởng từ tháng 3, nên tôi dành khoảng 6 tháng tìm hiểu cách quay phim. Thực ra chúng tôi quay được 8 tập trước khi ra mắt. Và tôi đã bỏ 3 tập trong số đó vì không ưng lắm. Và các video đó dường như rất thô. Vậy là lúc mở kênh vào ngày 1 tháng 9. Tôi có 5 video, tức là có sẵn video để đăng trong 5 tuần. Vì tôi biết là mình muốn tìm hiểu đầy đủ rồi mới ra mắt. Nhưng tôi biết là tuần nào cũng phải tìm hiểu rất nhiều. Tôi thường khuyên các nhà sáng tạo nên tích trữ video trước khi tải lên, để cảm thấy thoải mái khi biết mình có sẵn video và không cuống cuồng làm nội dung ngay tuần trước khi muốn tải video lên. Anh có phải cố gắng chuẩn bị trước 5 tuần? Hay anh chuẩn bị sẵn cho bao lâu? Hồi tháng 9, chúng tôi có sẵn 5 video, nhưng rồi cũng dùng hết. Tôi nghĩ có quá nhiều việc phải làm để duy trì lâu dài. Hiện tại tôi chưa bỏ lỡ tuần nào. Nhưng có tuần tôi sẽ xen kẽ video dễ làm hơn. Để thư giãn một chút, vì muốn duy trì thì cần nhiều nỗ lực lắm. Với tôi, quan trọng là phải đều đặn. Nên tôi cứ cố gắng duy trì đăng một lần một tuần. Hiện tại thì rất may mắn là tôi có một đội ngũ nhỏ giúp gánh vác một số việc cho chúng tôi. Chính nhóm biên tập giúp chúng tôi liên tục ra nội dung. Trước đây tôi làm hết mấy việc chép lời rồi dịch video. Video của chúng tôi có phụ đề 2 thứ tiếng. Lúc đó chỉ toàn là tôi chép lời mọi thứ rồi gửi cho người anh em họ. Dịch ra tiếng Trung mất thêm khoảng 10 tiếng. Rất nhiều việc. Lúc chỉ mình tôi làm, thời gian bỏ ra phải đến 50 đến 60 tiếng mỗi tuần một video. Quả thật, chà. Rất nhiều việc, việc kinh doanh gia đình đang mở rộng. Giờ anh có anh em làm việc cho mình, đúng vậy. Số liệu phân tích, lượt xem có vẻ không phát triển trong một thời gian. Thực ra, tôi thấy đến khoảng video thứ 25 thì mọi việc mới thật sự khởi sắc. Điều gì tạo động lực cho anh trong thời gian đầu? Có vẻ như ai cũng nói thế này. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần lý do để bước tiếp. Khi mọi chuyện có vẻ chẳng đâu vào đâu. Với tôi, động lực là dành thời gian bên gia đình. Và gìn giữ các công thức nấu ăn này để truyền cho con tôi. Để gắn bó hơn với bố mẹ và tôi cho là văn hóa của mình. Cũng là nguồn nội lực mạnh mẽ. Nên cho dù số người đăng ký, số liệu phân tích hay, mức tăng trưởng có thể nào đi nữa, tôi tin rằng động lực chính là có thể biết rằng mình đang làm những việc giúp bản thân thấy trọn vẹn. Rất hợp lý. Hiện tại, anh đang thu về khoảng 50.000 đô mỗi tháng, rất tuyệt vời. Anh chia sẻ một chút về các nguồn tạo nên khoản thu nhập đó được không? Ngoài YouTube Action, chúng tôi còn có blog. Đó cũng là một nguồn doanh thu đáng kể hàng tháng. Chúng tôi có thỏa thuận với thương hiệu, tài khoản Patreon và các nguồn doanh thu khác dạng tiếp thị liên kết và nhận hoa hồng. Các thỏa thuận tài trợ hoạt động thế nào? Có nhiều thương hiệu thức ăn liên hệ và mời anh làm nội dung để lồng ghép thương hiệu của họ không?
tôi đang tiếp cận hẳn một hệ sinh thái. Chúng tôi tự mở lời với các thương hiệu. Các thương hiệu cũng trực tiếp tìm đến. Có nhiều công ty đại diện cho nhiều thương hiệu và nhà sáng tạo. Và họ chỉ việc kết nối hai bên với nhau. Tôi kiếm được nhiều thỏa thuận với thương hiệu theo cách đó. Cũng có ít khi xây dựng mối quan hệ với các nhà sáng tạo khác cũng đang làm việc với thương hiệu. Vì chúng tôi chia sẻ các mối liên hệ với nhau suốt. Như hỏi là anh nhận gì cho thỏa thuận đó. Nói chung là cần xây dựng nhiều mối quan hệ và cộng đồng để giúp đẩy mạnh khoản đó nếu anh có mục tiêu như vậy. Khi làm loạt video này, tôi có trò chuyện với các nhà sáng tạo khác. Phần lớn họ đều có sẵn công việc kinh doanh và họ dùng kênh YouTube để quảng bá. Anh thì không có sẵn việc kinh doanh trước khi mở kênh. Nhưng anh nghĩ việc mở kênh YouTube có tiềm năng gì đối với doanh nghiệp? Tiềm năng trên YouTube thì lớn lắm vì tôi nghĩ nếu bạn đến được tầm cỡ lớn trên một nền tảng như YouTube thì bạn có thể có được phạm vi tiếp cận rất đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ nếu bạn có thể đầu tư thời gian để sáng tạo nội dung hấp dẫn thì tiềm năng phát triển trên YouTube là rất lớn. Chúng tôi đã thấy sau một năm qua, anh có một lời khuyên nào dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ bắt đầu mở kênh YouTube không? Có phải là nên lập kế hoạch và chiến lược nội dung kỹ lưỡng như anh? Hay điều gì khác? Rất đáng để đầu tư nếu bạn có thể cống hiến đủ thời gian và công sức. Nếu bạn có thể làm câu chuyện của mình chạm đến lòng người, thì tôi nghĩ chắc chắn nỗ lực đó có giá trị. Tôi nghĩ ai cũng có câu chuyện để kể, nên tôi nghĩ việc đó rất đáng khai thác. Nếu là một doanh nghiệp nhỏ đang muốn mở kênh YouTube, mọi người nên xem video nào trước tiên khi mới biết đến kênh của anh. Tôi nghĩ video khiến mọi người thèm chảy nước miếng nhiều nhất là video Cantonese trong mây, mì xào nước từ Quảng Đông. Nó cũng là video nổi nhất của chúng tôi, chắc tại vì lý do đó. Cũng có một món dễ hơn nhiều là video co e, cháo gà. Món này làm tôi nhớ hồi bé được ăn ngon mặc ấm. Randy rất cảm ơn vì đã dành thời gian. Tôi rất thích ý tưởng và nội dung trên kênh của anh. Mọi người ơi, nhớ ghé kênh Made with Love và đăng ký nhé. Cảm ơn anh Randy. Cảm ơn nhé. Buổi trò chuyện rất vui. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.